Mình xin chào tất cả mọi người đang xem video của mình nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình chia sẻ với mọi người cái chủ đề, đó là mình đi cái đường ống giữa những cái thùng lọc của mình như thế nào để cho cái bộ lọc của mình nó hoạt động một cách hiệu quả nha. Ngày hôm qua thì mình nhận được một tin nhắn của một người anh, ảnh gửi cho mình cái video hồ của ảnh á. Giống như hồ của ảnh làm bằng tanh nhựa tầm cỡ khoảng một khối, sau đó ảnh sẽ làm một cái đường ống để mình lấy nước từ ngay chỗ hồ chánh đưa ra bên ngoài hệ thống lọc của mình. Lọc của ảnh thì làm bằng 3 thùng mọi người, nhưng mà ngay chỗ phần ngăn bơm của mình á, nó bị tình trạng là hụt nước. Thì ảnh nhờ mình xem giùm coi là ngay chỗ cái phần ở đi đường ống á, nó có bị lỗi gì hay không và cái cách mình khắc phục như thế nào. Thì trong video ngày hôm nay, ngoài việc đưa ra một vài cái gợi ý cho anh trai để ảnh khắc phục hệ thống lọc, thì mình chia sẻ lên để ở nhà, nếu mà anh chị em cô chú nào mình đang có dự định làm những cái mô hình tương tự đó, thì mọi người có thể là tham khảo ngay cái cách mà đi đường ống để giúp cho cái bộ lọc của mình, thứ nhất nó hoạt động hiệu quả, và cái thứ hai tránh tình trạng bị hụt nước nha. Thì bây giờ mình sẽ quay lại ngay chỗ cái phần hồ của anh trai để cho mọi người xem và cùng đưa ra những cái hướng giải quyết để giúp cho ảnh trong thời gian sắp tới sẽ hoàn thiện cái hệ thống lọc hồ của ảnh luôn nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Hello anh Nhân. Cho em hỏi, em quay cái video này cho em hỏi chút xíu. Cái tank của em là 1100 lít. Thì em làm 3 hút đáy, 1, 2, 3 hút đáy. Em nước của em nối ra xa ra ngoài này, đó, đi vô đây, ngăn này ngăn lắng. Em mới chạy thử nước thôi, chưa bỏ chi mát, chưa bỏ lưới lan vô. Bên này là em bỏ hột canes. Đường ống thì em đi ngang giống vậy. Bên kia là máy bơm. Bên này là máy bơm nè. Máy bơm em bỏ xíu thanh, xong em sẽ lên cho dàn ba ki mà em mới test nước thôi, thử nước thôi. Mà sao, vì sao mà em hút nước từ cái máy bơm này vào cái này, vào cái hồ chánh hay là lên ba ki, thì cái tank này, cái máy này nó hút nước mạnh quá, nó thiếu nước. Ok, em để em quay cái video thiếu nước cho anh coi nha. Đó, mực nước nó đi xuống này, đang đi xuống. Đó, nó đi xuống này, thiếu nước. Thì đó là toàn bộ cái quy trình mà anh trai anh đang vận hành hệ thống lọc hồ của mình đó mọi người. Đầu tiên là em cảm ơn anh đã gửi tin nhắn về cho em, có nghĩa là anh cũng tin tưởng ha. Thì bây giờ em sẽ đưa ra cho anh một vài cái gợi ý sau đây. Cái đầu tiên là hút đáy ngay chỗ hồ của mình. Cái này không phải là 3 hút đáy nha anh, mình chỉ tính chung một cái đường ống thôi. Cái đường ống này em nghĩ nó là đường ống 60 nha. Thì mình chia ra 3 cái vị trí hút đáy cũng rất là ok rồi. Thì từ ngay chỗ hồ chánh này, anh nối một cái đường ống 60 ra bên ngoài cái thùng đầu tiên. Cái cách mà anh đi cái đường ống đầu tiên cực kỳ hợp lý nha. Có nghĩa là nó xuống cách đáy tầm cỡ khoảng 30cm. Ở trên thì anh để là G-mat, nước sạch của mình nó sẽ dâng lên, nó theo một cái đường ống qua cái thùng thứ hai. Nhưng mà cái ở đây em góp ý cho anh á, nếu mà anh đi cái đường ống như vậy nè, ở trên nó qua thùng thứ hai, rồi từ ngay chỗ thùng thứ hai đó anh đi nó qua luôn cái thùng thứ ba, thì như vậy suy ra cái hệ thống lọc hồ của anh á, nó chỉ có duy nhất một cái thùng đầu tiên là nó lọc nước thôi. Cái thùng số 2 và cái thùng số 3 hoàn toàn không lọc nước, tại vì cái đường ống của mình nó đi ngang, nó không qua những lớp vật liệu lọc ở dưới của anh. Thì thay vì bây giờ đi ngang á, anh đi cái đường chéo giùm cho em. Có nghĩa là cái đường ống ngay chỗ thông từ ngay chỗ cái thùng đầu tiên á, anh đang đi ngang, thì bây giờ anh đi chéo xuống dưới đáy của cái thùng thứ hai. Ở trên anh sẽ để giống như là 2-3 lớp G-mat gì đó, trên cùng mình để nham thạch, sứ viên, sứ thanh, nước nó sẽ dâng lên. Như vậy nó qua tổng cộng là 3 lớp G-mat, lớp đá lọc, vật liệu lọc, rồi lên trên anh tiếp tục làm một cái đường ống chéo xuống dưới đáy của cái thùng thứ ba.
tiếp tục để di mát vạt liều lọc, rồi cuối cùng là bơm ở trên anh trả về hồ. Đó là cái đầu tiên mà em gợi ý cho anh là mình đi cái đường ống nha. Cái vấn đề thứ hai đó là cái tình trạng bị hụt nước ngăn bơm. Thì theo em đoán á, cái hồ chánh này của anh nó tầm cỡ khoảng 1 khối. Cái bơm mà anh đang xài nó dao động tầm cỡ khoảng 16.000. Thì cái bơm 16.000 anh làm cái đường ống thông của mình chỉ có một ống 60 thôi. Có nghĩa là ra 60, thông 60 rồi lại ngay chỗ bơm trả về hồ. Nó hoàn toàn không thể nào kịp nước được. Tại vì cái đường ống 60 này nó chỉ kịp nước cho cái bơm tầm cỡ khoảng 4.000 đến 5.000 thôi. 6.000 có khả năng nó đã hụt luôn rồi. Thì theo em á, khi mà anh đi cái đường chéo xuống rồi, anh làm thêm một cái ống 90 nữa. Một ống 60 cộng với là một ống 90 thì nó sẽ đủ nước cho cái bơm hiện tại bây giờ của anh nha. Đây là cái mà em gợi ý cho anh. Còn nếu mà mình làm luôn được cái đường ống nó to hơn nữa thì càng tốt nha. Tại vì chắc chắn một cái đường ống 60 này khi mà anh đi ngang nè, nó không qua những lớp mặt liều lọc nó đã bị hụt nước rồi. Khi mà nó qua những lớp mặt liều lọc thì nước của mình nó sẽ hụt nhiều hơn nữa. Nên là theo em anh nên làm thêm một đường ống 90 nữa nha anh trai. Thì chắc chắn rằng cái bộ lọc của mình nó sẽ hoạt động một cách hiệu quả hơn. Lưu ý là mọi người một tí xíu, nếu mà anh em nào những cái hồ nó tầm cỡ khoảng 1 đến 1 khối rưỡi giống như của anh trai á, thì mình làm luôn hai đường ống 60 tách biệt riêng ra. Một cái mình làm hút đáy, một cái mình làm hút mặt. Như vậy mình xài cái bơm dao động tầm cỡ khoảng 10.000 cho đến 16.000 nó sẽ không bị tình trạng hụt nước nha. Còn một cái đường ống 60 thì có khả năng khi mà nước qua bên ngay chỗ ngăn bơm của mình á, khi mà anh làm cái đường ống thông to rồi, nó có khả năng nó sẽ bị hụt nước ngay chỗ cái phần thùng đầu tiên, do một cái đường ống 60 nó ra không kịp. Thì anh có thể là mình thiết kế mình thêm một cái đường ống 49 hoặc là 60 nữa để cho nước của mình nó ra không bị hụt. Sau đó là cái đường nước của mình á, làm chéo mỗi thùng, có nghĩa là dâng lên thùng số 1, chéo xuống dưới đáy thùng thứ 2, dâng lên xong mà chéo xuống dưới đáy thùng thứ 3, rồi thông lọc mình thêm một ống 90 nữa. Thì đó là cái mà em gợi ý cho anh để giúp cho cái bộ lọc của mình nó hoạt động hiệu quả hơn. Nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà mình đang có dự định làm những cái thùng lọc giống như của anh trai thì có thể là lưu ý ngay chỗ cái phần mình vừa chia sẻ nha. Mọi người nếu mà xem video thấy ngay chỗ phần lọc của ảnh á, bổ sung thêm những cái gì hay nữa thì để lại phần comment bên dưới nha. Thôi mình xin phép kết thúc video tại đây, mong rằng những cái góp ý của mình sẽ giúp cho anh trai ảnh khắc phục được cái hệ thống lọc của ảnh một cách hiệu quả hơn. Mình hẹn gặp lại mọi người trong một video gần nhất, mình chia sẻ những cái mẫu hồ mới, những cái cách làm lọc mới lên kênh để cùng như là mọi người tham khảo nha.